là quy trình peel da tại nhà. Bước đầu tiên chúng ta sẽ vệ sinh da bằng sữa rửa mặt Skin Effect Foam Cleanser. Dòng peel hôm nay chúng ta sử dụng là dòng peel Retinoid Peel. Với thiết kế nắp bật thì chúng ta sẽ nhỏ ra chén từ 5 tới 7 giọt. Sau đó sẽ dùng cọ quét đều lên trên bề mặt da. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ quét peel tránh những cái vùng nhạy cảm như khóe mắt, khóe mũi, khóe miệng. Sau khi chúng ta quét đều peel lên trên bề mặt da thì dùng tay vỗ nhẹ nhàng để cho lớp peel thẩm thấu vào trong da, sau đó sẽ lưu lại trên da 3 phút. Lớp thứ hai chúng ta sẽ thực hiện tương tự như lớp thứ nhất. Sau khi quét đều lớp peel lên trên da 2 lần và để trên da mỗi lớp 3 phút thì bây giờ chúng ta sẽ dùng bông cô tông thấm nước và lau sạch lại bề mặt da. Quá trình này chúng ta sẽ lau nhẹ nhàng và lau cho thật kỹ. Sau khi kết thúc liệu trình peel với Retinoid Peel thì chúng ta sẽ phục hồi, nuôi dưỡng làn da lại với dòng huyết thanh Wellsmax Super Hyaluron. Dòng huyết thanh này sẽ giúp cho da của chúng ta được cấp ẩm và được phục hồi sau. Chúng ta sẽ bẻ nắp ống huyết thanh và sau đó gắn nắp nhựa vào. Chúng ta sẽ nhỏ từng điểm trên da và dùng tay thoa đều, massage nhẹ nhàng để dung dịch huyết thanh thẩm thấu vào trong da. Khi thoa và massage đều thì chúng ta có thể dùng tay vỗ nhẹ để cho dung dịch thẩm thấu sâu vào. Super Hyaluron có HA gấp 4 lần so với những dòng HA thông thường nên có thể giúp cấp ẩm sâu. Những điều cần lưu ý sau khi peel tại nhà. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ sau 4 tiếng khi peel. Tiếp theo chúng ta sẽ cấp ẩm và phục hồi da với dòng huyết thanh Super HA của Wellsmax, đồng thời cấp ẩm và nuôi dưỡng da với dòng HA Gel mỗi ngày 2 lần. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải chống nắng và che chắn kỹ. Trong 7 ngày đầu chúng ta sẽ không sử dụng tẩy tế bào da chết hoặc những sản phẩm mang tính chất đặc trị như Retinol hoặc BHA. Sau đó 7 ngày chúng ta có thể sử dụng Retinol 1.0 và sử dụng dòng HA Gel để nuôi dưỡng và phục hồi da trong quá trình sử dụng Retinol. Lưu ý không make up trong vòng 48 giờ. Uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả để có nhiều vitamin nuôi dưỡng cho làn da. Liệu trình này chúng ta có thể làm lặp lại lần thứ 2 sau 10 đến 14 ngày.